trái bài dành cho ai đó đang cô đơn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và đây là trải bài chung, thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài, chứ không phải nói hay những điều bạn muốn nghe. Và các bạn có lá bài Tambourine. Kế tiếp các bạn có lá bài The Heritage. Và lá bài cuối cùng, các bạn có lá bài Eye of One. Đây là ba lá bài rất linh hiển nha các bạn. Và thông điệp của vũ trụ gửi qua lá bài gợi ý cho các bạn cần có sự điều độ, cân bằng cùng với sự kiên nhẫn nhất ở nơi bạn. Có những khoảnh khắc bạn sống trong sự lo lắng và căng thẳng rất là lớn, nhưng mà vũ trụ mong rằng bạn có thể giữ bình tĩnh để khi mà cái bình tĩnh này giúp cho các bạn không có để cảm xúc mình chi phối mọi việc trong cuộc sống, thì đây là lúc các bạn sống một trạng thái cân bằng nhất với sự kiên nhẫn nhiều nhất có thể. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà rất cần sự cân bằng. Ở đây là một cái sự biểu hiện cho một cái giới tính rất là cụ thể giữa nam và nữ. Mong rằng các bạn có sự cân bằng tính nam và tính nữ trong con người bạn. Bởi lúc này là lúc tiềm thức và thế giới vật chất phải được kết nối với nhau theo một cái sự pha trộn đặc biệt. Nó thể hiện một sự hợp nhất cho các bạn cần phải có, tiến tới sự kết hợp để bạn có thể ứng phó với bất kỳ khó khăn hoặc bất kỳ thuận lợi nào trong con đường tiến tới tương lai của các bạn. Về vấn đề tình cảm, về con đường tình yêu, tại sao bạn độc thân, thì vũ trụ cũng mong bạn có sự kiên nhẫn và điều độ, thấu hiểu khi bạn phải làm những việc gì đó, tránh suy nghĩ đến cực đoan, đồng thời phải suy nghĩ thật thận trọng và thấu đáo để cho cảm xúc của mình không ảnh hưởng đến hành động của bạn. Cân nhắc mọi hành động và mọi suy nghĩ khi bạn yêu. Bạn cân nhắc về thái độ, niềm tin và sự suy nghĩ của bạn có ở khái thái hóa làm quá ở khía cạnh nào không? Bạn có bị quá thúc ép cho đối tác của mình phải làm chuyện này chuyện nọ? Hay bạn quá dè dặt sợ bước vào yêu? Bạn có phải là người cho đi quá nhiều không? Hay là bạn không cho gì hết? Và bạn làm cách nào để các bạn trở nên cân bằng nhất có thể? Đây là lúc mà các bạn phải xem lại tất cả những mối quan hệ của bạn, những mối quan hệ tiềm năng, bởi vì cần thêm một chút kiên nhẫn nữa ngay bây giờ và cố gắng làm việc với chính bản thân của mình, tiến tới tìm ra sự hòa hợp cho bạn và đối tác mà bạn đang nhắm tới. Lá bài thứ hai đại diện cho tố chất bạn cần phải có để chúng ta không còn phải sống độc thân nữa là gì? Ở đây các bạn có lá bài The High Rayless đại diện cho năng lượng này. Và thông điệp của lá bài muốn gửi đến các bạn là bạn thấy nhiều hơn bạn biết nhiều hơn bạn nghĩ nhiều hơn bạn cần. Hãy chậm lại và lắng nghe, vì tầm nhìn bên trong của bạn là một khung cảnh bao la, vĩ đại thực sự. Và điều các bạn cần phải có ngay lúc này đó chính là phải tập làm sao cho mình là người giỏi lắng nghe, sống bình lặng nhất có thể. Bạn nên mở lòng với tất cả những ý kiến khác ngược với các bạn trong cuộc sống này. Bạn thấy là những kiến thức nó sẽ đến với bạn rất là nhiều. Bạn chấp nhận nó và không có tư tưởng chấp kiến, không bao giờ cho mình là đúng. Bởi vì tất cả mọi thứ nó sẽ có những cái giá trị và cái quan điểm khác hoàn toàn. Bạn không sống ở cuộc sống người ta, bạn không biết cái điều đó là đúng hay không đúng. Tốt nhất mình không có tranh cãi đúng sai ở đây nha các bạn. Khi lá bài này, mong các bạn phải có một cái chiều sâu, một chiều sâu nội tâm và nhạy cảm thực sự. Bạn phải biết rằng cách bạn điều khiển cảm xúc của mình đó, chứ mình không có tự cao tự đại về kiến thức của bản thân mình. Khi bạn bước vào một mối quan hệ, bạn đề cao cái trực giác của mình, nhưng mà đừng bao giờ đem cái đó đánh giá đúng sai với người bạn thương, bạn quan tâm. Mà bạn cần phải cảm nhận đối phương bằng cái nội tâm của chính mình. Nó đại diện cho sự yêu, mà yêu trong khôn ngoan, trong sự cân bằng, sẽ tìm ra được vấn đề giải quyết cho vấn đề tình cảm của bạn. Nếu như bạn giữ được sự tĩnh lặng nhất có thể, một sự không có phán xét, không có đúng sai, không có tranh luận, tất cả chỉ mang giá trị ôn hòa đàm phán thực sự.
Thật ra nếu như các bạn hiểu được rằng trong tình yêu á, cảm xúc của một người yêu bạn á, bạn không thể thấy được đâu, gần như không có thể nhận được. Bởi vì có thể là họ che giấu cảm xúc của họ rất là nhiều, cho đó bạn sẽ không có hiểu được. Để bước vào một cuộc yêu tưởng chừng đơn giản, nhưng nó không có phải đơn giản đâu bạn. Đây là một cuộc yêu rất là khó khăn. Để được tình yêu, mình nói thật với bạn, nó còn khó hơn là bạn thành công nữa. Bởi vì cái gì mà đơn giản nó cũng có thể biến thành đam mê, cuồng nhiệt, hoặc là dẫn tới sự tổn thương mạnh mẽ lắm. Do đó nếu như bạn là một người kiên nhẫn và tin tưởng vào trực giác của mình, tốt nhất là mình chân thật, trung thực với chính bạn và người khác luôn. Đừng che giấu điều gì hết, bởi vì cái gì chân thật và chân thành sẽ đem đến cho bạn một mối quan hệ thực sự là gắn kết và bền chặt nhất có thể. Và bạn phải làm sao tạo cho mình hạnh nguồn giá trị, nâng cao bản thân mình hơn. Thể hiện sự thân mật và cởi mở với tất cả ý kiến những người xung quanh các bạn. Mình sống dễ chịu các bạn ơi. Cái sự dễ chịu, cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn nhất định bạn sẽ biến thành một con người mới, thay đổi mình rất là nhiều. Sẽ trở thành một nguồn năng lượng mà có thể gây truyền cảm hứng cho người khác được. Và nếu như mà trong suy nghĩ, trong tâm của bạn, nó khởi lên một cái ý niệm là cái tôi của bạn cao hơn, thì bạn hãy chủ động ngăn chặn nó lại. Bởi vì cái tôi nó không đưa bạn đến đâu hết. Khi mình biết hạ cái tôi mình xuống, biết thấu hiểu cho người khác, biết dựa vững vào những kiến thức và cảm xúc, hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ bình tĩnh lắng nghe. Chỉ có lắng nghe mới hiểu, mà hiểu mới thương được các bạn. Và theo mình thấy, tất cả các thông điệp tóm lại, nó chỉ mong muốn các bạn phải sống thật chân thành và trung thực và cởi mở nhất đối với vạn vật trong cuộc sống này. Bởi vì sự thật là bất biến mà các bạn. Lá bài kế tiếp đại diện cho năng lượng. Bạn cần làm gì để có hạnh phúc? Ở đây các bạn có lá bài Ace of One. Khi lá bài này ra ngược như vậy, nó nói sẽ có những thử thách và khó khăn bạn phải đối mặt trong tương lai gần. Bởi vì bạn không có biết định hướng nào bạn cần phải đi. Cho đó bạn bị mất cảm hứng và không có được động lực để làm tất cả mọi chuyện này. Cái thời điểm này, bạn buộc phải biết mình thực sự muốn gì và làm gì. Bạn buộc phải biết là mình mong muốn cái gì trong cái mối quan hệ tình cảm. Bạn phải đặt ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng. Bởi vì nếu như bạn không có hào hứng, thì bạn không bao giờ đạt được nó hết. Bạn nên cân nhắc dành thời gian nghỉ ngơi. Để chi vậy? Để mình tìm cái nguồn cảm hứng đến với bạn lần nữa. Cảm hứng yêu, cảm hứng biết cho đi, cảm hứng biết lắng nghe. Bởi vì bạn đang cảm thấy bị đè nặng bởi những cam kết, bởi những trách nhiệm, bởi những cái tổn thương trong quá khứ, khiến cho bạn không thể nghĩ ra những cái gì mới, những cái gì tập trung vào cái việc phát triển bản thân của mình. Đây là lúc cho thấy bạn đang sống trong sự chậm trễ của mình quá lâu rồi. Cái thứ bạn cần là gì? Cần biến mọi thứ mình mong muốn trở thành hiện thực. Trong trường hợp này, các bạn nên sống kiên nhẫn, chờ đợi. Nhưng mà cái chờ đợi này chính là cái sự tập trung vào cái nỗ lực bên trong để mình có một cái gì đó vượt bậc tốc trong tương lai. Chứ không phải là mình chờ đợi trong sự bế tắc, trong sự buồn rầu, trong sự tổn thương nha các bạn. Về tình yêu cũng mong các bạn phải chú ý tới cái năng lượng là đừng bao giờ bước vào một cuộc yêu mà các bạn đam mê mãnh liệt nhanh chóng. Hãy để cho thời gian. Bởi cái gì mà nhanh chóng quá, bùng cháy nhanh quá, tất nhiên cái sự phấn khích trong giai đoạn đầu này sẽ kết thúc bằng một cái bi thảm, một cái tổn thương các bạn. Một mối quan hệ thực sự lãng mạn lâu dài, nó không được xây dựng trên cái tình cảm mà nhanh như vậy. Nó cần có thời gian. Đây, cái thời điểm này bạn thấy là mình có sự nhiệt tình, sự cho đi của bạn dành cho những cái người bạn yêu thương hay không? Hay là bạn sống cứ thờ ơ lạnh nhạt? Đơn giản bây giờ, hãy tập học cách giao tiếp tốt hơn, hãy học cách lắng nghe những người khác và nỗ lực rất nhiều để mình có niềm đam mê yêu một lần nữa. Thì từ đó các bạn mới là hết bị độc thân nha các bạn. Và đơn giản cái việc độc thân này cho thấy là các bạn không có đủ năng lượng và sự nhiệt tình khi yêu, khiến cho những đối tác bạn mong muốn tiến tới
họ thấy bạn thật thờ ơ mà họ cũng không quan tâm đến các bạn luôn. Bởi vì khi tham gia vào trò chơi tình ái này, bạn phải cho họ thấy cái khía cạnh thú vị của các bạn, chứ ai đâu mà đưa ra cái khía cạnh nhàm chán chính mình các bạn. Hãy thể hiện sự đam mê, hãy châm ngòi, hãy làm phát triển mọi cái thật là mãnh liệt lên. Bởi vì nó khiến cho bạn là một cái gì đó phải là thật sự là tiến bộ, thật sự là thú vị, thì người ta mới yêu các bạn được. Sau đây là thông điệp vũ trụ muốn gửi đến các bạn qua lá bài các thiên thần tinh thể. Thì ở đây các bạn có một thông điệp là các bạn phải để cho những cảm xúc của chính bản thân bạn biến thành nguồn năng lượng mạnh mẽ. Và thứ cảm xúc mạnh mẽ đến từ bên trong các bạn, nó sẽ điều khiển cho bạn và gửi cho bạn những tín hiệu thực sự để bạn biết mình cần gì và phải làm gì trong cuộc sống này để tiến tới một mối quan hệ cam kết và hạnh phúc thực sự cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này. Để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kêu xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi, vì sao lại để em vương sầu trên khuya mi, vì sao lại biến cô đơn thành dòng tố nỗi buồn sông vỗ. Tâm hồn em trôi lênh đênh trong căn phòng rồi lại rơi xuống trên sofa, trên sofa, rồi lại rơi xuống trên sofa.